COVID-19 thuộc 10 bệnh truyền nhiễm bắt buộc tiêm vaccine. Theo quy định mới nhất, 11 bệnh truyền nhiễm tiêm chủng bắt buộc và 10 bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccine bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc và khi có dịch, trong đó có COVID-19. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 10 năm 2024 về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây. Theo thông tư này, danh mục bệnh truyền nhiễm đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine và lịch tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng bao gồm 11 bệnh: viêm gan virus B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenza type B, nguyên nhân gây bệnh chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi gồm viêm phổi, viêm màng não, v.v., bệnh sởi, viêm não Nhật Bản, rubella, tiêu chảy do virus rota. Các vaccine bắt buộc nếu chưa tiêm chủng đúng lịch hoặc chưa tiêm chủng đủ liều thì tiêm bù càng sớm càng tốt sau đó, nhưng phải đảm bảo phù hợp với đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất. Vaccine phòng 11 bệnh truyền nhiễm nêu trên có lịch tiêm cụ thể cho các trẻ sơ sinh đến đủ 7 tuổi. Riêng vaccine uốn ván còn có chỉ định tiêm cho phụ nữ mang thai, trong đó đối với người chưa tiêm đủ 3 lần vaccine có chứa thành phần uốn ván liều cơ bản, hoặc không rõ tiền sử tiêm vaccine còn tiêm đủ 5 mũi trước trong thai kỳ và trong lần mang thai lần sau, theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cũng tại thông tư này, Bộ Y tế quy định danh mục 10 bệnh truyền nhiễm và sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch. Trong đó, ngoài vaccine COVID-19, có 9 bệnh khác thuộc danh sách này là bạch hầu, bại liệt, ho gà, rubella, sởi, tả, viêm não Nhật Bản B, dại, cúm. Bộ Y tế cho biết việc xác định đối tượng phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch thuộc danh mục quy định do Sở Y tế trên Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố quyết định hoặc theo chỉ đạo của Bộ Y tế trên cơ sở tình hình dịch bệnh, điều kiện cung ứng vaccine, sinh phẩm y tế, nguồn lực của địa phương. Trên cơ sở khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của WHO và Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế, Bộ Y tế hướng dẫn tiêm và tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 cho 5 đối tượng, gồm cán bộ y tế, người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi nào, phụ nữ có thai. Về liều tiêm vaccine COVID-19, Bộ Y tế hướng dẫn, nếu chưa tiêm liều nào thì tiêm ngay một liều, nếu đã tiêm thì tiêm thêm một liều cách liều trước đó từ ít nhất 6 tháng. Đối với phụ nữ có thai, tiêm một liều vào mỗi thai kỳ và tiêm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, ưu tiên tiêm vào giai đoạn giữa của thai kỳ.